Những câu nói chiêu dụ thí sinh có 1, 0, 2 chỉ có trong The Next Gentleman. Em nghĩ là cái màu sắc của em trong đội chị Xuân Lan đang còn thiếu. Và cũng giống như cái màu áo của em và chị Xuân Lan vậy. Đó là một cái duyên. Nghĩ là em sẽ phù hợp với chị Xuân Lan. Chị có nói với em là em hơi nhạt. Những người nhạt thường có sự chân thành. Trong tim của chị có sự chân thành nhưng mà thiếu tinh tế. Em nghĩ em sẽ là sự tinh tế đó trong đội của chị. Wow. Em có nhắm chắc là em thông minh nhờ? Sẽ trở nên mặn mà không? Tại sao cứ phải là mặn mà ạ? Một người có thể là tuy là không mặn mà nhưng mà có sự chân thành và chiến đấu quyết liệt. Không em, chân thành và chiến đấu quyết liệt á, chị có một cái câu rất là hay. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt ra phá hoại. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt ra phá hoại. Cái câu chuyện của chị hồi sáng, em đỡ nhạt hơn bạn còn lại. Chứ đối với chị em vẫn rất là nhạt. Mỗi người trên cuộc đời này có người thì phải mặn mà, có người thì có hài hước, thì phải có người lắng nghe. Chứ ai mà cũng nhảy sồn sồn lên, ai cũng có những cái giống nhau. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Thì còn là cái gì đặc biệt, không cần phải thay đổi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chị Xuân Lan dơ lên như vậy thôi cũng sẽ không có tranh giành em một cách quyết liệt đâu. Hả? Tại vì người thực sự muốn em vào trong đội là chị. Chúng ta có một cái sợi dây liên kết, một sợi dây cảm giác nào đó, chị không biết em có thể cảm nhận được hay không. Chị cũng không sợ người ta nói rằng là đội của chị tuyển quá nhiều những bạn trẻ có cùng một màu sắc là baby. Chị Hương Giang ơi, không ngại nguyên một cái team baby face hả? Nên chọn em về đúng không? Chị vẫn mong em về đội của chị để tăng thêm cái phần màu sắc cho cái đội của chị. Đội của chị là có bad boy nè, có những người ngu ngơ nè. Chị cần một cái người nói về đạo lý để giúp cho chị giảng về cho những người ngơ kia có thể thông một chút xíu. Có thể thông một chút xíu. Em rất là đẹp, em rất là sáng. Chị Giang rất là mượt. Cái sáng với cái mượt cộng lại là nó chỉ có bừng bừng sáng lên thôi. Và nó là một cái nhân tố, là một ngôi sao để chiến thắng em, hiểu không? Em sẽ là một quý ông hoàng mỹ từ tim Hương Giang đó. Hãy tin chị đi, chị đang nói những lời sáo rỗng đó. Em hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Đây là lần đầu tiên em đi thi một cuộc thi. Và em rất là cần một người em cảm thấy có cái sự kết nối để em có thể đi được lâu dài. Ok, vậy thì em kết nối với ai? Cái người đó là chị Hà Anh ạ. Yeah, xin chúc mừng chị Hà Anh. Yes. À, em được giải lời nguyền rồi. Chị ơi, em nhờ chị là nói như vậy. Mà chị nói cái gì không mà. Bây giờ người ta chọn về đổi chị Anh rồi đó. Cái này là làm ơn mắc quán. Thiệt luôn á. Thiệt á. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán cho mọi người. Cảm ơn chị. Cái gì mà chị nói tùm lum tà la, cái gì mà thương hiệu đứng sau hay gì. Mình phải là, không phải là mình mang cho bạn ấy thương hiệu, mà là mình phải khiến cho bạn ấy đúng không? Đúng. Làm cho các thương hiệu chú ý, đúng, quan tâm. Chứ đúng, mình chỉ là chắp thêm đôi cánh thôi. Mình chắp thêm đôi cánh. Đó chính là không, nhưng mà chị nói nè. Chị rất nhiều ạ. Em sẽ đạt được ước nguyện. Dạ. Đó là em nói là chị không có nhớ em đúng không? Từ hôm nay chị sẽ nhớ em và rất rất nhớ em luôn. Nếu như mà trong phòng loại chị sẽ lại càng nhớ em hơn nữa. Ok. Dạ, thôi cho em bắt tay cho em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.